xin thò đó coi. Thò xin thò bòn rồi này. Chào các bạn. Còn quý vị, hôm nay chủ nhà làm món crawfish đấy bạn bè. Crawfish ngon hay không đó là nhờ cái nước cốt này. Nước cốt này ngon không có cái gì à? Hai người đi ăn sai đi cho xuống rồi vô. Đó, đây là những cái gia vị để nấu crawfish. Nhiều thứ lắm nha, quý vị và các bạn. Quá trời luôn quý vị và các bạn ơi. Đây là nhà chuyên gia nấu crawfish. Wow. Quá trời. Nhiều quá sao nhớ hết nổi nha. Ok. Đã hay nhớ lắm. Khi nấu crawfish phải cho crawfish vào trong một cái xô bằng sắt để khi mà crawfish chín mình lấy ra cho nó dễ. Bên Mỹ tháng 4 là cái mùa bắt đầu của crawfish. Một năm bên Mỹ này là chỉ có khoảng chừng 2 tháng, hơn gần 3 tháng là crawfish và sẽ rất là ngon. Ngoài ra những tháng khác thì crawfish nó không được lớn và hết mùa. Rồi chúng ta hãy đi qua bên kia ngoài chủ nhà rửa crawfish. Crawfish còn sống nha quý vị và các bạn. Thay nước không hả? Nước không hả? Quay giờ thay nước không à? Thì nước.
trong một thùng codfish này á, mình phải lấy những con codfish mà nó bị chết, nó bị ngộp á, nó chết, mình dục đi, đừng có tiếc, tại vì luộc thì ăn nó cũng bị bở, nó không có ngon. Nấu món codfish này cũng có rất nhiều công phu nha quý vị và các bạn. Tuy làm cực nhưng mà ăn rất là ngon. Và dĩ nhiên là phải biết cách nấu nữa. Giá thị trường hiện tại bây giờ đó là mình ra chợ mình mua codfish đó thì cứ 1 pound thì có giá là khoảng 2.99 cho đến 3 đồng mấy, tùy size lớn size nhỏ. Size này là cũng là tương đối là size trung bình, size nhỏ thì rẻ tiền hơn. Nói chung là nếu mà size trung bình thì giá khoảng 3 đồng mấy 1 pound. 1 pound là gần nửa ký nha quý vị và các bạn, chưa được nửa ký đâu mà gần nửa ký. Đó là mình nấu ở nhà, còn nếu mà mình ăn ở nhà hàng á thì người ta làm sẵn cho mình, thì 1 pound như vậy là có giá trung bình là khoảng 8 đồng cho tới 13 đồng tùy nhà hàng, bình dân hay là sang trọng. Codfish này đã được nhập về Texas từ tiểu bang Louisiana, mà chỉ có tiểu bang Louisiana là mới có loại codfish này. Codfish nó sống ở trong các đầm lầy rất là lớn ở bên tiểu bang Louisiana. Những tiểu bang khác thì không có. Và codfish này không phải là codfish nuôi mà codfish sống tự nhiên ở những cái vùng đầm lầy hết sức to lớn ở bên tiểu bang Louisiana. Codfish nó còn sống nữa quý vị và các bạn. Nó đang nhúc nhích kìa, bò lùm ngủm. Nấu trước chút xíu nữa sẽ có bạn bè quan khách tới. Tôi video clip này đã khá dài, xin chúc quý vị và các bạn một cuối tuần vui vẻ và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video kế tiếp. Xin chào quý vị và các bạn.